quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Phe Cộng Hòa đòi điều tra về công tố viên truy tố ông Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện là ông Kevin McCarthy cùng với các nghị sĩ là Jim Jordan, James Comer và nhân vật lãnh đạo Ủy ban Giám sát tại Hạ viện Hoa Kỳ đang lên kế hoạch thảo luận trong tuần này về các bước tiếp theo để đòi điều tra công tố viên đó là ông Alvin Bragg, người đang dẫn đầu những quyết tâm truy tố ông Donald Trump. Ông Jim Comey nói như sau, Mọi thứ đều có thể, chúng tôi muốn ông Alvin Bragg phải trả lời các câu hỏi và đang xem xét phương cách theo đuổi điều đó. Ông Jordan nói trên kênh Fox News vào ngày 5 tháng 4 về việc sẽ buộc ông Alvin Bragg phải ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đã yêu cầu ông Alvin Bragg hãy cung cấp thông tin liên lạc, các tài liệu và những lời khai chứng về cuộc điều tra của ông ta đối với ông Donald Trump. Tuy nhiên, việc gây sức ép lên ông Alvin Bragg không đơn giản. Theo nhật báo New York Times cho hay, thì phe Cộng hòa trong thời gian qua đang phải loay hoay với việc điều tra ông Alvin Bragg mà không vượt quá quyền hạn cũng như không được triệu tập công tố viên này. Riêng ông Christopher Armstrong là cố vấn giám sát chính sách của đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tài chánh tại Thượng viện Hoa Kỳ, cảnh báo rằng nhưng quyết tâm đòi triệu tập ông Alvin Bragg có thể bị xa lầy vào các cuộc chiến pháp lý kéo dài. Đảng Cộng Hòa lập luận rằng họ muốn điều tra nhằm bảo vệ cho các tổng thống đương nhiệm và cựu tổng thống khỏi các vụ truy tố không phù hợp ở cấp địa phương và cấp tiểu bang. Nữ doanh nhân lừa bán stop cho JP Morgan Chase bị truy tố 30 năm tù. Hãng tin CNBC cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 4 hôm nay đã truy tố Charles Chavez, Nữ doanh nhân khởi nghiệp từng nổi tiếng với startup Frank bán cho JC Morgan Chase với tội danh lừa đảo gây thiệt hại lên đến 175 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đâm đơn kiện Travis vì tội lừa đảo có liên quan đến startup Frank. Cô Travis bị cáo buộc là đã làm giả số liệu khách hàng của Frank để lừa đảo bán startup này cho JP Morgan Chase vào năm 2021, qua đó kiếm lời 45 triệu Mỹ Kim. 3 trong 4 tội danh cô này bị truy tố bao gồm các mưu lừa đảo tài chính, tội lừa đảo liên quan đến một tổ chức tài chính, lừa đảo ngân hàng và lừa đảo chứng khoán đều có mức án cao nhất là 30 năm tù. Bản thân nhà khởi nghiệp này thậm chí đã từng được vinh danh trong danh sách 30 under 30 của tạp chí Forbes. Hiện phía JP Morgan Chase vẫn chưa có bình luận chi tiết về sự việc này. CEO Jamie Dimon vào đầu năm nay chỉ gọi quyết định mua lại Frank là một sai lầm lớn mà không có bình luận gì thêm. JP Morgan Chase đã tốn hàng tháng trời để đâm đơn kiện Travis vì cho rằng nhà khởi nghiệp này đã lừa dối công ty, bị ra hồ sơ khách hàng hơn 4 triệu người của Frank để bán lại startup. Theo điều tra của JP, thực tế Frank chỉ có chưa đến 300.000 khách hàng. Cô Travis đã nhờ một giáo sư công nghệ thông tin làm giả số liệu, tạo ra hàng triệu tài khoản, khách hàng giả mạo sau thông tin JP quan tâm đến Starbucks này. Tập đoàn JP chỉ phát hiện được sự việc này khi 70% email mà họ gửi cho khoảng 400.000 khách hàng của Frank bị gửi trả lại. Và sự việc này đã khiến cho họ phải đóng cửa Frank vào tháng riêng năm nay. Gia tộc Kennedy trở lại đường đua vào vị trí Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Robert F. Kennedy Jr. là một thành viên của gia tộc Kennedy có tầm ảnh hưởng lớn trên chính trường Hoa Kỳ, đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống năm 2024. Nhật báo New York Times đưa tin, ông Kennedy Jr. năm nay 69 tuổi, một nhà hoạt động chính trị, vào ngày 5 tây tháng 4 vừa qua đã nộp hồ sơ bắt đầu chiến dịch tranh cử chiếc ghế tổng thống Hoa Kỳ với tư cách là ứng viên của đảng Dân Chủ. Ông Kennedy Jr. là con trai của ông Robert F. Kennedy, người từng là thượng nghị sĩ, bộ trưởng tiêu pháp, ứng viên tổng thống trước khi bị ám sát vào năm 1968. Ngoài ra, ông Kennedy Jr. cũng là cháu trai của cựu tổng thống nổi tiếng John F. Kennedy, người đã bị ám sát vào năm 1963. Trước đó, ông Kennedy Jr. đã lập ra trang web để kêu gọi quyên góp và tuyển các tình nguyện viên cho một chiến dịch tranh cử tiềm năng. Khi đó ông tuyên bố là ông sẽ ra tranh cử nếu có thể quyên góp tiền và huy động đủ người để giành được chiến thắng. Là một luật sư về môi trường, ông Kennedy từng thực hiện dự án dọn dẹp dòng sông Hudson. Ông cũng làm việc cho Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên và đồng sáng lập một công ty luật về môi trường. Với việc nộp hồ sơ ra tranh cử, Ông trở thành thành viên mới nhất của gia tộc Kennedy tham gia vào chánh trị và có thể sẽ cạnh tranh với tổng thống đương nhiệm đó là ông Joe Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tổng thống Joe Biden năm nay 80 tuổi, từ lâu nay đã để ngỏ ý định ra tranh cử một lần nữa, thế nhưng ông chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào. Hiện nay, đảng Dân Chủ chưa có nhân vật quá đình đám nào công bố kế hoạch chạy đua vào tòa bạch ốc, ngoài nữ văn sĩ nổi tiếng Marianne Deborah Williamson. Ông Trump kêu gọi cắt ngân sách cho Bộ Tư pháp và FBI. Cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa hãy cắt giảm ngân sách cho Bộ Tư pháp và Cơ quan Điều tra Liên bang FBI sau khi ông bị truy tố với 34 cáo buộc. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 5 tháng 4, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng, phe Cộng hòa tại Quốc hội nên thực hiện biện pháp này cho tới khi Bộ Tư pháp và FBI có hành động hợp lý. Theo ông Trump, các thành viên Đảng Dân Chủ đã vũ khí hóa hoàn toàn quy trình hành pháp tại Hoa Kỳ và đang lạm quyền để can thiệp bầu cử Tổng thống Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện và có thể đưa ra đề nghị về ngân sách cho các cơ quan chính phủ, nhưng phải được thông qua tại Thượng viện. Bởi vậy, lời kêu gọi cắt ngân sách của ông Trump khó thành hiện thực, do Thượng viện vẫn do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Phe Cộng hòa gần đây kêu gọi cắt giảm mạnh tay chi tiêu liên bang, đổi lại sẽ ủng hộ tăng trần nợ công Hoa Kỳ, nhưng chưa đưa ra đề nghị cụ thể nào. Đề nghị cắt ngân sách cho FBI và Bộ Tư pháp công Trump trái ngược với quan điểm của ông trong thời kỳ ông làm Tổng thống. Khi còn nắm quyền, ông nhiều lần bày tỏ ủng hộ tăng ngân sách cho Bộ Tư pháp và phản đối những lời kêu gọi cắt ngân sách cảnh sát sau vụ người da màu George Floyd bị ghi chết. Theo số liệu từ Tòa Bệnh Ốc, Ngân sách dành cho Bộ Tư pháp tăng 4% lên mức 38.7 tỷ Mỹ Kim trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump. Câu hỏi được đặt ra đó là người phụ nữ thứ nhì tố cáo ông Donald Trump dùng tiền để ém chuyện ngoại tình là ai? Vụ án hình sự chống lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được công bố vào hôm 4 tháng 4 không chỉ dựa trên cáo buộc ông Donald Trump có mối quan hệ với ngôi sao phim khiêu dâm là cô Stamil Daniel, mà còn liên quan tới chuyện giữa ông với một cựu người mẫu Playboy đó là bà Karin McDougal. Theo hãng tin Reuters, bà McDougal, năm nay 52 tuổi, đang sống ở tiểu bang Indiana là cựu người mẫu kim diễn viên nổi tiếng vào những năm 1990. Cựu người mẫu này nói rằng bà có quan hệ với ông Donald Trump vào năm 2006 và 2007. Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận mọi chuyện. Trong khi đó, American Media Incorporated công ty chủ quản của nhật báo National Inquirer cho hay họ đã trả cho bà McDougall 150.000 Mỹ Kim để mua lại câu chuyện tình cảm giữa ông Donald Trump và bà nhằm ngăn cản cựu người mẫu này không nên công khai thông tin trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Sau đó, American Media cũng đã thừa nhận hành vi che giấu chuyện tình cảm của ông Trump với bà McDougall trong một thỏa thuận không truy tố với văn phòng công tố viên tại quận hạt Manhattan vào năm 2018. Các công tố viên đã viết trong cáo trạng hôm 4 tháng 4 rằng ông Donald Trump không muốn chuyện tình cảm của ông với bà McDougall bị công khai do lo sợ ảnh hưởng tới việc ứng cử Ủy ban bầu cử Liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết vào năm 2021 cho rằng khoản thanh toán của công ty American Media cho bà McDougall là khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử có lợi cho ông Trump và đã phạt công ty này 187.500 Mỹ Kim. Cho tới nay, ông Donald Trump vẫn phủ nhận là ông có mối quan hệ tình cảm với cả bà McDougall và cô Stormy Daniels. Chủ tịch Fed Cleveland, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ nên tăng lãi suất vượt mức 5% và duy trì trong một thời gian để đưa lạm phát diễn ra theo hướng ổn định xuống 2%. Chính sách tiền tệ Hoa Kỳ cần phải được điều chỉnh một chút ở một phạm vi hạn chế trong năm nay. Chủ tịch Fed Cleveland là bà Loretta Mester đã đưa ra nhận định trong một sự kiện vào ngày 5 tháng 4 tại Đại học New York. Theo bà Mester, các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ nên tăng lãi suất lên mức 5% trong năm nay và duy trì trong một thời gian để dập tắt lạm phát mức độ cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình hình giá cả. Bà Messer nói rằng bà rất hài lòng với quyết định tăng lãi suất thêm 0.25% của Fed vào tháng 3, dù những bất ổn của ngành ngân hàng đã gây xáo trộn cho thị trường tài chính. Các hành động của Fed và các cơ quan quản lý trong việc ngăn chặn hiệu ứng dây chuyền đã đạt hiệu quả. Cho đến nay, tình hình dường như đã ổn định. Tuy nhiên, bà không dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất trong năm nay. Một số nhà hoạch định chính sách cho rằng Fed vẫn nên tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa giống như dự báo hàng quý mới được công bố. Bà Nikki Haley gây quỹ tranh cử được 11 triệu Mỹ Kim sau hơn một tháng. Hãng tin Reuters vào hôm 5 tháng 4 đưa tin bà Nikki Haley là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã quyên góp được hơn 11 triệu Mỹ Kim kể từ khi bà công bố quyết định ra tranh cử chiếc ghế tổng thống năm 2024 hôm 15 tháng 2 vừa qua. Theo chiến dịch vận động tranh cử của bà Haley, thì ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đã nhận được khoảng quyên góp từ 70.000 cá nhân và các tổ chức khác nhau. Con số này được cho là nhiều hơn cựu Tổng thống Donald Trump trong tháng đầu tiên mà ông Trump công bố chiến dịch tái tranh cử. Khi đảng Cộng Hòa cho biết như sau, đây là một con số hết sức ấn tượng và là minh chứng cho khởi đầu tốt đẹp của chiến dịch tranh cử của bà Haley. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây đó là liệu bà có thể giữ được sự ủng hộ trong thời gian sắp tới hay là không, đặc biệt là khi làn sóng ủng hộ cho ông Trump đang tăng lên. Alex Cannon là chiến lược gia của Đảng Cộng hòa nhận định như trên. Khi tham gia vào vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, cựu đại sứ Nikki Haley gần như chắc chắn sẽ đối đầu với ông Donald Trump, người từng là sếp và cũng là đồng minh chính trị của bà. Về phần cựu Tổng thống Donald Trump thì ông đang nhận được nhiều sự ủng hộ bất chấp những rắc rối về pháp lý tại New York vừa qua. Hãng tin Reuters tiết lộ rằng ông Donald Trump đã quyên góp được 8 triệu Mỹ Kim chỉ trong vòng một tuần lễ kể từ khi quyết định truy tố ông được công bố. FBI bắt lộn người khi diễn tập Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra. Các thành viên cơ quan điều tra liên bang FBI và Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ khi diễn tập dạng sáng 5 tháng 4 đã đột nhập nhằm phòng khách sạn và bắt một thường dân. Sự việc diễn ra khi lực lượng FBI thành phố Boston từ bang Massachusetts hỗ trợ một đơn vị đặc nhiệm thuộc Lục quân Hoa Kỳ diễn tập mô phỏng các trường hợp quân nhân có thể gặp khi thực hiện nhiệm vụ. Địa điểm diễn ra cuộc diễn tập là khách sạn River Boston Common ở trung tâm thành phố Boston. Với thông tin không chính xác, các thành viên tham gia diễn tập đã đột nhập vào sai phòng khách sạn và khống chế nhằm mục tiêu. Đại diện của FBI đã nói với đài CNN: Không ai bị thương trong sự việc này. Người bị bắt nhầm là nam giới, độ tuổi không xác định làm việc cho hãng hàng không Delta. Đài CNN dẫn nguồn từ các bản tin địa phương tiết lộ như thế. Trung tá Mike Burns, đại diện Bộ Tư lệnh tác chiến đặc trùng lục quân Hoa Kỳ, đã gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến cá nhân bị ảnh hưởng bởi cuộc buổi diễn tập và cho biết sự việc nghiêm trọng này đang được làm rõ. Một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với phần tin Á Châu. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.